Mình xin chào tất cả các bạn và mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả các bạn và mọi người chuyện về con ếch không đầu của anh Đỗ Hoàng Tân. Trước tiên là việc con ếch không đầu của anh Đỗ Hoàng Tân vẫn sống khỏe mạnh sau hơn 4 tháng được anh Tân bắt và đem về nuôi. Như các bạn đã thấy, đây là những hình ảnh đầu tiên về con ếch không đầu của anh Tân lúc anh Tân mới bắt và đem về nuôi. Một điều đặc biệt ở đây nữa là con ếch không đầu của anh Đỗ Hoàng Tân sau hơn 4 tháng được anh Tân nuôi dưỡng đã chuyển thành màu vàng trên lưng rất là đẹp mắt. Sau đây mình xin mời tất cả mọi người và các bạn cùng xem con ếch không đầu của anh Đỗ Hoàng Tân. Nó dùng nó mọc ra hả? Nó mọc cái đầu hả? Đâu mà mọc cái đầu? Đầu mọc. Đổi màu nè. Đứt cái đầu luôn rồi, ngang rồi mọc gì nữa. Cái lớp da nó mọc ra. Lớp da trên lưng nó màu vàng. Nó đổi màu. Hồi lúc trước có một con ở Bình Dương á, nó đổi màu vàng nghính luôn. Nãy từ từ nó vàng luôn á. Mà vàng nghính mà con ếch á nó có đậu hả? Nó có đậu mà nó vàng nghính hả? À. Nhưng mà con này nó màu đổi màu. Này nó đổi màu mới lạ chứ. Vàng nè. Vàng từ từ, bữa hổm anh Năm anh cho coi mới coi chút xíu à. Mới có cái lưng chút xíu. Giang thiếp ơi. Dạ. Đó, nó liền. Cái gì? Nó liền lại rồi. Ủa mà cũng đâu có liền, cũng y gan như lúc trước à. Dài hơn trước chứ. Lắc cái yếm dữ coi dài không? Không. Cái yếm dưới này vẫn bình thường à, trên lưng nó đổi màu vàng. Vàng bạc bạc hả? Bạc màu lại vàng lại. Từ chừng nó vàng hết trơn bán mới có tiền. À, ngốc nữa là cái này kiếm nha. Đúng rồi, à, nuôi giống như là kiển vậy đó. Nuôi chung với rùa đồ ấy luôn. Như là cái thốn thôi, à, cái chơi gì đó. Ôi, cái này nó bự hơn bộ kìa. Bự hả? Nó mọc và nó cái lưng nó mọc lên.